Đây là công trình khách sạn President tại hẻm số 5, đường Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, do công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Thành Thành Công làm chủ đầu tư. Quá trình xây dựng công trình này đã làm sạt lở, sụt lún ảnh hưởng nghiêm trọng đến 12 ngôi nhà lân cận, có 2 ngôi nhà đã phải dỡ bỏ hoàn toàn. Được biết, vào ngày 27 tháng 5 năm 2019, công trình được Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp phép xây dựng với hồ sơ thiết kế công trình nhà ở dân dụng cấp 2, gồm 1 trệt, 3 lầu và 5 tầng hầm trong đó có hai tầng hầm, 3 tầng hầm bán hầm do tranh lệch địa hình, tổng diện tích sàn xây dựng 6.207m2. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, hiện công trình này đang thi công 2 tầng hầm và 3 tầng bán hầm. Trước tình trạng nguy hiểm này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa có văn bản hòa tốc yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc đình chỉ ngay việc thi công công trình để tập trung triển khai nhanh các biện pháp khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, sụt lún gây nứt các công trình lân cận song song đó có phương án gia cố công trình, đảm bảo an toàn lao động, tính mạng con người, tài sản. Sáng 22 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 thành phố Đà Lạt cho biết, vừa chủ trì cuộc họp giữa các hộ dân và chủ đầu tư khách sạn President để buộc chủ đầu tư ký biên bản cam kết phải bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng do việc xây khách sạn gây sạt lở, sụt lún. Chủ đầu tư phải đến từng nhà dân khảo sát, đánh giá thiệt hại và phải thống nhất việc khắc phục, bồi thường bằng văn bản.